Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Trang Đồng Dung 13 nhá. Thì trước khi video không nên quên để lại một like, share, subscribe kênh channel của Dung 13. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với liên hoàn chiến đấu liên hoàn. Lần trước là mình chết nhiều quá, tại con gái chết nhiều quá. Hôm nay mình sẽ chọn nhân vật nam. Thanh niên này lại là mù thạt hay quai này con ạ. Ok thôi này, bây giờ từ nhân vật đúng không, mình có cái này nè. Nó cái để chuyện là cái này, vận điệu thiên đường kinh, sắt đá, sát thương bùng nổ, tốc độ xe tăng, tốc độ của cái xe bạn hủ động. Là cái gì, hàm ăn siêu giáp, trùng vũ khí, bùng nổ, vận động viên nền kinh. Xem mình có nên cho nào, mình nghĩ là nên cho nó chạy nhanh nhỉ. Ok, đây mình mở cái áo khoác này đấy. Chất chứ, úi trời ơi, đẹp trai quá rồi. Ê, lần này sẽ có X-M8, B90, M60 và AN94 đúng khẩu của mình. X-M8. Dạo này chơi tự chiến thì không ra X-M8 được gì à. Tại vì dạo này X-M8 nó đắt quá, nhà phát hành tăng hơn SKL rồi. Đấy, nhưng mà hình như trong cái này là nó không ấy con ạ. Ok, tem chúng ta là có. Ui, khủng long khổng lồ. Gì đây, ui gái xinh. Cái gì đây, thuyền trưởng alo. Xem nào, alo, quả này căng rồi con ạ. Ok, xem tem mình thế nào cái đã. Sao mấy thời gian rồi, tạm thời là toàn nghe thấy tiếng mình bịch thôi. Ok nào, ok, đầu tiên ấy chắc là mình sẽ test từ từ bạn ạ. Đầu tiên sẽ mua M60 này. Ok, biết ngay mà, kiểu gì mấy bạn này cũng mua khẩu kia. Ok, mình có lục để bắn gần này. Rồi, chảo thánh này. Ok, teo. Ok, nào làm sao. Ủa bây giờ khẩu M60 bắn khá đau con ạ. Bắn đau với ngang nó khẩu X-M8. Nhưng mà thôi, mình cứ test dần dần cho bạn xem. Rồi, nào. Ui chỗ, ui giời, kỳ đó, hai đứa yêu ta, hai người. Á, có thính rơi rồi kìa. Alo, đã thấy vị trí sức sưng của thanh niên kia. Này thì không di chuyển. Từ. Chị cứ ra cho em bắn ạ. Làm sao nãy quá. Tuổi tôm. Đẩy tâm. Úi dồi ôi, đẩy tâm như gì ấy. Liều nghe anh. Úi dồi ôi, bị Dung cầm súng lục bắn nó sấp mặt luôn. Con này đâu rồi, con đi đâu rồi. Con đi đâu rồi. Đứng im giữa trời sẽ súng lục bắn không à. Đồ con này đi đâu ấy con ạ. Ok, chắc là sợ té khoái rồi. Ok, có đạn này ngon. Có chị gái đây này. Ôi bắn cũng kinh đấy, bắn. Ôi có lục cầm tay cả. Em xin lỗi, em biết em lỗi em rồi. Thanh như này làm sao. Úi giời ơi, mình nhớ có thằng trên này đúng không. Anh này bơ mình. Làm sao. Úi nó bắn nhanh quá. Ok rồi. X-M8 vậy, bạn cho bạn xem X-M8 vào giờ ấy. B90 ạ. B90. Ok. B90 có keo nhá. Làm sao. Úi rồi, chết luôn. Nào, xem tôi.
cái gì? Con này tụi đi đâu ta? Con đứng trên nhà nhá. Ok. Nó chạy ra ngắt kia rồi. Rồi, đẩy lên công chơi nó luôn. Alo, thế nào? Ok. Ôi, xanh như này. Má, chơi khôn đấy nhỉ. Ok thôi. Ủa, áp cả, áp cho, á, xí hết xóa đi. Ok, có thính. Á, thôi, em biết lỗi của em rồi. Ok, được rồi. Để đây, hồi máu. Ok, có giày bật. Có giày bật luôn nha. Con này chết chắc rồi. Ok, chuyển vị trí ra của súng. Ok, được rồi. Ôi trời ơi, chưa kịp nhảy lên ạ. Ui, nó bắn M60. Ui, bắn kinh đấy. Được rồi, cầm AN-94 lên. Nào, giải bom ra đây. Ok, được rồi. Bom nào, 18 máu. Một lượng đam rất khổng lồ. Bắn rất cay. Ui trời, vụt chảo này. Ok. Thế chúng nó đi không nào ta? Nào đi. Ôi, li xịt anh ơi. Cái bọn này. Bẻ góc này. Con là sao đi là ôi đi mưa đi. Fuck. Ui rồi. Định vụt bay đầu nó mà lại. Vụt. Ấy nó có tử, Fuck. Ok, được coi. Nói chung là thử hết lợi xuống rồi. Mình thấy M60 vẫn ổn định nhất. Ok. Con là vụt. Teo. Đầu hết rồi. Chạy đầu hết rồi. Lú cái đầu ra đây, anh bắn phọc cức à. Ai còn đi đâu hết rồi. Thả mấy quả lựu đạn ra. Đi đâu hết rồi ta? Fuck. Đi đâu hết rồi, trốn hết rồi à. Thôi, lút tí đạn rồi. Đẩy lên chơi đó. Mày đi bắn này. Thể hiện thanh niên liền. Nào, có đứa nào ở đây không ta? Ôi, có bắn nhau kìa. Đâu rồi? Rồi. 29 người rồi. Ôi, có thằng này có bắn đuôi. Ăn khứt rồi. Không, chị cầm. Ok. Thanh niên đấy đi đâu? Ôi giời, có thính. Úi dồi, bắn nhau ghê thế. Cua rồi, ok. Em sẽ đi lấy thính con ạ. Teo. Ui, thính ký, yeah. Nào, ok, thính. Ui, con thỏ ở đây, ngon. Nào, dần dây bật lên. Nào, thanh niên đấy đi đâu hả ta? Sao con này bắn kinh thế? Cái thằng AFK. Đủ. Ê, có bắn nhau này. Fuck. Được rồi. Này, làm sao? Ôi, anh em lên rồi, nó chết chắc rồi. Ok, được rồi. Rồi, lên đây. Lấy ăn hồi máu rồi á. Ok, nó thằng nhìn cái núp đầu. Chuẩn bị đẩy sang nước ngoài nhá. Ôi, bắn kinh quá anh ơi. Em xin lỗi. Xin lỗi em đi anh ơi. Anh ít thoát liền. Ui, nó đang bất tử. Ui. Đang có tử quá. Ok thôi, quả này cầm mấy đây. X-18 này. Ok. Teo. Cái thằng đừng què này được. Làm sao lại thầy nhìn ngơ ngác và cái kết liền. Ok, nhặt
coi, cầm màu 60 đây. Ai mình thấy cầm màu 60 nó cứ mặn mặn thế nào ấy các bạn ạ. Ok, 2 kill nữa là thắng rồi. 2 1 kill nữa là win rồi. Con nghe trong này nhá. Thấy rồi nha. Ôi ôi bắn bắn kinh ơi. Bắn kinh ơi. Bắn kinh đấy. Làm sao? À, bắn ui bắn kinh thế. À, ui nó bắn có tí máu kìa. À fuck à. Được lắm. Anh em đến căn nhà này bắn luôn. Đợi lên bạn ơi. B90 lên xấy nó. Hay lắm. Thắng rồi. Thôi tí. Thắng rồi. Bốn lại win. Trời ơi. Quá kinh như từ vị trí của Dương rồi bao. Ok rồi, mình quay lại các bạn. Ok yeah. Lấy được một con trai bắn khớp tới vậy cơ mà. À đủ thành cái thằng là một của mình ạ. Mình giết được 9 chết 9 lần. Ôi thầy nhìn cái bắn kinh phết. Ok, có vẻ trận đấu này hơi ngắn. Chơi trận nữa. Ấy, nãy giờ nhưng mà bắn đùa thôi. Nhưng mà thầy nhìn kìa chứ. Dám cướp trước top 1 của mình. Ok, trận này hy vọng là gặp địch mạnh. Đấy, địch mạnh còn bắn hoặc chít là ấy, địch mạnh. À, cái gì vậy? Ây à, ta không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Ok, mình đang nghe điếc tai quá. Tắt hết đi, ok. Rồi. Bây giờ ui giời đồng đội. Ui đồng đội có người Tây này. Đồng đội có Tây này. Lắc. Ok, bọn này sẽ cầm máu này cầm ít quả táo con ạ. Tại không biết tại sao cái đám này khó hút được chứ phải không? Mình không có sở kinh tăng tốc độ bắn nên là bắn khá là khó. Không sao, có cái này rồi. À, ấy ạ, ui lần này mình lấy chảo rán trứng vụt vào đầu phát à? Anh ơi, cho em xin quả trứng ấy, ấy anh này quả trứng này, xin quả trứng nha. Ôi, sợ trứng này căng thế. Ok. Biệt đội ơi, tưởng biệt đội X18 rồi. Nhưng mà được cái hai thằng ở giữa. Ok, Dung sẽ xin nhảy lên đây. À đủ, đã thấy phía trước anh kia. Vô tâm, xin tốt, nào. À đủ, chết luôn rồi. Ok, cầm này lên. À, ngay mặt này, cậu xa lên. Nào, cậu xa. Ôi rồi. Ôi rồi. Xa chưa, ôi rồi. Kinh đấy. Thanh niên chậu che được kinh đấy. Nào. Ui. À mất máu rồi nha. Chạy đâu ta. À được. Thôi. Mệt quá. Nãy là ngồi chán quá. Thôi. Lên hay là lên lèo tí nhỉ. Lên tay không bắt giặc. Ấy. À đù. Ok. À. Ôi. Làm sao? Úi lại không có giáp trứng nổ thì anh sai lầm rồi. Ô. À đồ ôi ơi. Là úi giời ơi, sao chị cứ ngơ ngớ nào nhỉ? Ấy. Này. À, bắn bóp rái đồng đội, úi giời. Ok được rồi. À không biết mình có bắn mình tự chết. Ôi thôi, em biết lỗi rồi. Ui rồi. À mẹ, á đù. Ê quả cậu qua con này. Ui giời. À bắn đâu sai rồi. Ui giời ơi, tưởng lực lội chết chứ. Ok ơi. Làm sao? Ui giời, làm sao? Ui à. Làm sao? Ui. Thanh niên thể hiện ba cái kết. Ui, trận này địch lại đi đâu rồi? Thôi quả này chơi tay không bắt giặc đây. Đấy, thấy địch yếu quá.
Hãy chơi tay không có giặc bạn ạ. Có chị gái chị đang đấm gì đấy? Nào. Ấy, thanh như này. À, tay chúng ta tao em bắt nào. Sao? À, đấm bắn ngu này. Di chuyển trượt này. Vua. Trên tay anh không súng. Làm sao? À, đù. Kinh đấy. Này dùng mấy là đắt sức sức mấy kiểu. Ok, giờ mình sẽ vứt hết súng đi. Ta không cần súng. Ta chỉ cần thằng bắn đau thế. Chạy đâu cho khỏi nắng. Thằng chạy nhanh nhé. Ôi đây này, phóng như gió ấy. Ai chưa. Ok được rồi. Cho em đấm tí thôi. Em đấm một miếng thôi. Ôi thằng nhìn bị cháo. Được rồi. Đây ta đấm. Cho em đấm một miếng thôi anh ơi. Ok. Đấm đốt bắt đầu này. Trời anh trai. Á đủ rồi. Vãi cả trường. Ok, không đùa đâu. Làm sao? À, thôi. Vứt súng này. Vứt luôn cả ba lô đi này. Đấy. Là đứng chết luôn. Tuổi tí nhá. À, vứt luôn ba lô đi cho nó đẹp trai nhỉ. Ok, được rồi. Nào, anh nhìn chậu tre này. Chạy đâu cho khỏi nắng anh ơi. Từ ấy à, em đấm. Nào. À fuck. Chạy nhanh đi nhỉ. Chạy nhanh đấy. À đồ thanh niên này chạy đi rồi đánh đi ngu. Nào chạy tốc độ nhiều kia. Chúng ta đang đang chạy lên rồi. Đốc đấm đốc phát đầu nè. Nào có thanh niên trẻ trâu đang đứng này. Dùng luôn ra góc đằng sau chết bố rồi. Vãi cả trưởng. Ok được rồi. Thế nào. À, cái bọn này đứng đâu ta. Ây xổi. Này Dung thể hiện trình đó anh ơi. Anh ơi, anh đừng nhìn thế em. Ô. Anh mà sinh ra em đấm vỡ đầu anh luôn ấy. Nhờn này. Có bất tử à. Thanh niên kia. Chạy ra đấm tiếp. Nào đứng đâu. Thanh niên. Sao bạn AFK rồi, phải. Chắc tại thì quá cùi nên là bạn AFK luôn rồi. Nào, rời tính xuống. Lút. Nào. Ok rồi, bạn chơi rồi. Cuối cùng thì mấy anh cũng chơi mà nãy giờ. Em ngồi em đợi anh bắn thi. Cấm ai lút giày của em nhá. Hello chị gái. Anh ơi em xin lỗi. Xin lỗi. Anh bắn gắt quá. Ok chị sang lên lấy những cái đèn ra. Ôi. Em xin lỗi anh ơi. Ôi giời, bom giải em lại vãi cả trường. Ok. Rồi cuối cùng mấy thanh niên kia cũng chơi rồi. Đây là. Thích chơi đấm với nhau à? Chị gái à. Ok em sẽ vụt vỡ đầu chị. Thôi chị ơi, chị cầm súng gần. Ok có vẻ máu này mình nên cầm súng gần. Ok mình cứ cầm quả này cầm M60 đi. Nãy giờ chả cầm M60 phát nào. Sao? Chị liều thế. Chị thấy cao thủ quan tâm chứ chị ơi. Ôi. Ui luôn. Tim địch quá nhỏ luôn. Ok. Đây à. Ok người. Nếu bạn nào thích video này, các bạn đừng quên để lại một like, share, subscribe cho mình nha. Ok. Ơi thôi. Tạm biệt tất cả các bạn.